Ôi, ẩm thực chợ phiên ngon thật đấy. Đi. Pita, mày đang ở đâu ấy? Cái gì? Bạn á? Thế mà hôm qua mày bảo là mày rảnh, làm anh tái định thanh ở mày chơi. Ôi giời. Cái gì đây? Giống Pita, không biết phải không? Hôm qua anh không đổ gọi cho tớ phải nói dối ngay là tớ với cậu đi siêu thị mua đồ về quay video. Trời ơi, đúng đấy, cậu thông minh đấy. Đúng rồi, chẳng không ạ. Nếu mà anh đấy mà biết anh đấy loại đi theo, anh đấy là ăn nhiều gấp đôi tớ với cậu ấy. Đúng rồi, anh người to như thế. Đến cậu viên đi thì cậu ăn cái gì? Tớ phải ăn một con lợn. Đúng. Cái gì mà ăn một con lợn? Ủa, con gà này các bạn ơi, con gà luôn nè. Ôi, này này, tớ thích ăn gà chợ phiên vùng cao lắm các bạn ơi. Ôi, mà chợ phiên vùng cao không chỉ có gà con lợn ngon đâu, mà còn có nhiều đồ ăn ấy, ngon lắm ý. Tớ xem trên điện thoại ấy, nhiều người ta nhìn ăn thèm. Ôi, nhỏ nước rãi hả? Nhỏ nước rãi ơi. Cả nước miếng luôn đi. Ôi, các bạn ơi, bây giờ mình đã có mặt ở chợ phiên. Ui, chợ phiên đông quá hả sao ơi? Đúng rồi đấy, bây giờ chúng mình vào chợ thôi. Ở đây, Pita. Ở đâu? Vào chợ là đi đường này. Đường đi đường này. Đi. Đầu tiên mình sẽ mua một cái kem ăn nó mát này. Đúng rồi đấy, nó đang nặng. Em xin. Anh làm gì anh? Của tớ mà. Của tớ. Tớ mua mà. Của tớ. Đây, bây giờ tớ sẽ chia. Làm gì đấy? Này, của cậu ấy. Trời ơi, cũng là que kem nhưng mà que kem này lạ lắm các bạn ơi. Ăn đi rồi cho rồi. Ui các bạn ơi, thích quá thì mất thôi. Ngày hôm nay mình còn mặc bộ quần áo là người Mông các bạn ạ, để đi chợ đây nè. Ui, có em bé này. Có cả em bé này, em bé rất là đáng yêu luôn. Đây là mẹ của em bé này. Ui, đeo cái khăn giống của mình luôn. Ôi, bây giờ đi vào trong để xem là có cái gì nào. Đi theo bọn em từ nhà đến đây mà bọn em không biết, bây giờ mình biết. Thảo nào, em thấy như kiểu là có ai đã có lúc có người đi qua, em. Đúng không? Đúng rồi. Các cậu đi mà không rủ tớ mấy anh gấu đỏ cái gì cả, nên là tớ mấy anh gấu đỏ phải lén theo xem chợ vùng cao nó như thế nào. Các cậu có thích ăn bánh rán không? Bánh rán? Có. Đằng sau. Wow, nhìn này các bạn ơi. Eo ơi, nhìn bánh rán này, đang nấu ở trong cái chảo đầu mà nó thơm ăn. Ui, bà ấy đang chiên luôn các bạn ạ. À. Hà Sam thì được bà ưu ái cho ngồi hẳn lên ghế này các bạn ạ. À. Còn chúng mình đây. Ôi, có bánh rán ngon ăn là được rồi anh ạ. Mình mời tất cả các bạn nha. Ngon. Mình mời tất cả các bạn nha. Ở bên trong này bạn ơi, bên ngoài ấy vỏ thì giòn mà bên trong á là nhiều đỗ ngon lắm luôn ấy. Wow. Ôi, nhìn này vẫn còn cái hơi nóng rồi. Bốc vào các bạn ơi. Ngon quá luôn ấy. Coi coi, anh thấy ở chỗ bên kia in áo ấy. Anh em mình sẵn in áo đi. Đi anh. Bây giờ anh chỉ đủ tiền in mỗi một cái áo thôi. Nope. Thôi thì in mặt anh nhá. Em đẹp trai hơn in mặt em đây này. Anh đẹp trai hơn in anh. Trai hơn anh. Thôi em có cách rồi. Bước 1, ta cần có một bức ảnh chân dung thật là đẹp. Nào cười tươi nào. Thằng Hà đúng rồi, đẹp trai đấy. Đẹp trai.
Được rồi, đấy là bài chụp cho anh. Nào. Đấy, vứt tóc đẹp trai nào. Đẹp đấy. Bước 2, ta sẽ gửi ảnh đem đi in trên áo. Bước 3, ngồi nắng chờ thành quả. Cần gì phải ngồi nắng khi mà đã có. Anh em ngồi đây đợi thành quả. Mày in ảnh anh xấu thế này, mày chụp cho anh xấu thế này để dìm anh, để mày đẹp trai đúng không? Mày quay lưng cái mày lại đây xem nào. Ôi trời ơi, 1 trên 10. Của mày đẹp trai lắm cỏ. Tại sao anh lại chụp cho em như thế? Anh cố tình dìm em đúng không? Mày chụp anh thì còn đang ngoáy mũi này. Lúc mà mày chụp anh thấy rõ đẹp trai mà mày in ra thế nào thế này. Mày gửi cho cái anh kia nhìn mặt cỏ hại thật ý. Ảnh in lỗi, thế là xong mọi người gửi nhầm. Ý là cái câu chuyện là như này này, anh gấu đỏ là thế này. Ông đưa ra xong rồi cò lại. Bọn em chỉ có linh tinh rồi. Thôi thôi thôi, cái áo này về. Mày mặc 1 tháng, anh mặc 1 tháng. Mỗi người 1 tháng, được không? Được đấy. Nhìn cả ra nhìn kỹ cũng đẹp trai đấy. Các bạn đúng không? Mà đánh hạ anh gấu đỏ này. Có nghĩa là cò đang lẻ lưỡi đang chín. Ui, cái mũ này hay đấy anh gấu đỏ. Để em đôi thử vào xem nào, có đéo không? Giống rồi. Đéo không anh? Đéo không? Lấy luôn. Thôi một cái thôi. Đội cho anh xem nào. Anh đội cho mày thì đẹp, còn mày đội cho anh kiểu gì thế? Ôi trời, thì nắng các bạn ơi, mà đang đi trong chợ ấy thì đột nhiên ấy chúng mình phát hiện ra một em vịt này các bạn ạ. Em vịt này ấy, là bình thường là phải đi theo đàn, nhưng mà đột nhiên ấy là thấy em này là đi một mình thôi đúng không con? Rồi lạc mẹ, lạc rồi. Mẹ rồi. Rồi lạc đàn rồi các bạn ạ. Mà ở chợ này ấy, thì rất đông người, không biết là chủ nhân của em đấy là ai đây. Nếu bây giờ mà chúng mình mà không tìm chủ nhân để đây là em vịt này sẽ bị dẫm nắp bẹt mất. Đúng rồi, tại vì em này là bé quá ấy, mà ở bên dưới đất ấy là tầm nhìn rất là thấp ấy, nên là mọi người kiểu như là đi là sẽ không để ý đâu. Anh gấu đỏ ơi, bây giờ đi hỏi mọi người xem là ai là chủ nhân của em này. Hỏi đi. Hỏi các cô bên này xem. Ôi, cái con vịt này có phải của cô không? Phải chứ. À. Phải của cô ạ? À? Ôi, ơi, cô bảo là của cô này. Là của cô. Đây này, em chủ nhân của này. Nhưng mà có đúng em vịt này của cô không? Đấy, cô phải giữ cẩn thận nhé, không để lạc bị dẫm vào nát đấy. Rồi, thế thì bây giờ em vịt này là sẽ thuộc của một cô áo kẻ. Tên cô là con gì thì mình cũng không biết. Cô Nga. À, con này là con Ngan. Ôi, con này là con Ngan. Con này là con Ngan. Thế thì bây giờ em vịt này sẽ là về với cô và cô sẽ chăm sóc em vịt nha. À, em Ngan nhá, em Ngan nhá, nhầm tên. Bye bye, em Ngan. Anh gấu đỏ ơi, ở trên chợ vùng cao ấy có món xôi nhiều màu ngon lắm. Thế thì đi ăn đi, vừa nay tôi ăn 5 cái bánh rán, bụng vẫn đang đói. Ăn 5 cái rồi vẫn đói. Wow, các bạn ơi nhìn này, rất nhiều màu luôn, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu xanh. Này, tá ơi, bà bán cho con 5.000 xôi. Ui dồi, 5.000 à, bụng nó vẫn đang đói, phải 10.000 mới đủ. 10.000 20.000. 20.000 á? 20.000 ăn cơm bơ. 20.000 vậy. Đây. Ui, nhìn này các bạn ơi, nhìn này. Nhìn này. Đẹp quá. Xôi bốc hơi nghi ngút luôn các bạn ạ, rất là nóng, rất là ngon luôn. Xôi này là bà nấu lúc sáng mới mà các bạn ơi, nên là vẫn còn nóng hổi luôn này các bạn ơi, nhìn này bốc khói này. Nhìn đẹp không này. Ui. Đây. Lạc đây. Đấy. Ui giời ơi. Còn có cả vừng luôn này các bạn ơi. Đây, một túi vừng nhỏ xíu luôn. Trên này có rất nhiều món lạ, món ngon các bạn ơi. Điển hình là món này này các bạn ơi. Ui. Nào cô ơi, cô đang nấu món gì hả cô? Nước đậu. Nước đậu á? Cái này chỉ có nước đậu thôi. Pita bảo đây là nước đậu các bạn. Mình thấy nước đậu này tại sao mà lại có rau? Chắc là canh.
món canh gì bọn đó. Bọn em không biết gì, toàn đoán mò, hỏi cô đi. Cô ơi, món gì đây cô? Hả? Món này là món gì, gì ạ cô? Đó, đậu mà. Đậu mà. Món đậu mà. Ốc đậu. Váng đậu. Váng ốc đậu ạ. Ôi, đi vào khu này ngửi đâu cũng thấy mùi thơm các bạn ạ. Đói ấy là đói luôn. Đây này, ui chủ ơi, cô đang luộc cái gì? Rùng rục luôn các bạn ơi. Đưa cháu mượn này, cháu mượn. Ui các bạn ơi, ui. Một cái chân siêu to khổng lồ. Ui, rất nhiều đồ ăn luôn. Trễ lợn này. Trễ lợn này. Dạ dày. Ô, chân gà đen xì này luôn anh ơi, nhìn nè. Anh nhìn thế này là anh biết Pita thèm lắm rồi. Chẳng chưa nước ra từ nãy đến giờ rồi. Pita thích ăn cái gì nhá nào? Ăn hết một mâm luôn. Bánh mì xôi ăn ngon nha. Úi giời. Ui trời ơi. Trong khi bà đang thái mình làm miếng ngon giòn. Đây, ăn đi. Xin cháu xin. Anh em phải bịt mồm Pita lại một tí nữa, Pita ăn hết rồi. Cái cô bán hàng vừa lúc anh ngồi đây lại đi đâu rồi các bạn ạ? Mà món này thì chín rồi này các bạn ơi, nhìn này. Bây giờ nó đặt thật lại như này luôn các bạn ơi, nhìn này. Ui. Thôi mình cứ múc một bát đầy vào đây, lát nữa cô lấy bao tiền thì mình trả. Ui các bạn ơi, nhìn này. Ui. Wow, cái chảo này to lắm anh ơi. Nếu mà em không biết đây là nếu mà cái chảo này á mà chia ra những cái bát như này thì được bao nhiêu bát anh ạ? Đầy một bát rồi à tao ơi. Không biết cô đâu rồi còn trả tiền. Đã hẹn chiều nay mà không thấy cô đâu. Bây giờ anh gấu đỏ đang phải đợi cô để trả tiền đây các bạn ơi. Lanh cha lanh chanh. Ôm cái bát ốc váng đậu này bỏng cả tay rồi các bạn ạ. À. Từ nãy giờ chưa thấy cô về các bạn ơi. Không biết cô bán nào cô bỏ đi đâu từ nãy giờ rồi. Cô hẹn ấy là 15 phút nó quay lại mà 15 phút nó quay lại mà không thấy cô đâu các bạn ạ. Cứ phải đứng em bưng cái bát để nóng lên là nóng. Nhân lúc cô chưa về, nghe nói món này cũng ngon lắm các bạn ạ. Đây này. Anh gấu đỏ đã dò dẫm được cái nồi này các bạn ơi. Được che chắn rất là kỹ lưỡng. Ngay bên cạnh cái chảo là ốc váng đậu này các bạn ạ. Và bên trong này các bạn ơi. Món này là món gì hả chú? Mì mín. Mì mín ạ? Vâng. Mì mín. Mì mín các bạn ạ. Ôi nóng hổi luôn. Món này là hình như là cơm được trộn với ngô phải không chú? Mình mín. Mình mín. Mình trộn. Món này là món gì cô? 10.000 một bát. Dạ. 10.000 một bát, cô bảo 10.000 một bát. Món này là món đồ món gì ấy? Tên là gì cô? Bát mì mín mà. Mèn mén. À là nấu cái gì với cái gì cô? Bột gì đúng không ạ? Ngô à? Ngô. Nó cần ngô, nó cần gỏ mà. Đó, thực ra là cô nói tiếng là mình cũng khó nghe các bạn ơi, nhưng mà mình nghe là nó là giống là mèn mén đấy, thì là mình nghe rõ là từ đấy. Một bát này đi, một bát to đi. Đã ăn và ăn to các bạn ạ. Cô bảo lấy cái bát bé này thôi mà anh gấu đỏ chơi hẳn cái bát to này luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy bát nước chấm này có chất lượng không các bạn ơi? Có ớt xanh, ớt đỏ này. Rồi cả ốc lợn đấy này các bạn ơi. Ui dầm ra. À Sam dầm đi à Sam ơi. Ui trời ơi. Các bạn ơi, các bạn biết cái bát nước chấm này là ai pha không? Không phải anh gấu đỏ, không phải Hà Sam, không phải cò mà cũng không phải Pita. Đó chính là anh chủ quán. Được hẳn anh chủ quán nhiệt tình pha cho bát nước chấm rồi. Ui. Rất là xịn sò luôn các bạn ạ. Bữa ăn hôm nay của chúng mình một bát thịt, hai bát thịt, ba bát thịt, bốn bát thịt. Còn có cả xôi nhiều màu à, rồi ốc đậu à, mèn mén này. Rồi các em dùng tiệc đi. Cho em xin túi lúa. Giòn á, giòn ơi là giòn luôn. Bắt đầu bếp kiểu như là canh giờ rất là chuẩn luôn. Thế là nó vừa độ giòn này, vừa độ mềm nhở. Nó không bị dai quá đâu, không bị ngon lắm rồi. Úi trời ơi, nhìn Pita này các bạn ơi. Nước chấm quá ngon rồi. Hết nước chấm. Nhìn cái món này nó mềm mềm, nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Úi dồi ôi, múc một miếng. Úi. Nhìn này, Pita. Ôi, nóng.
Trời ơi, nóng quá, không nóng lắm đúng không? Hơi nóng thôi. Đây này các bạn ơi, sôi nè. Bực tay luôn. Đây, úp nhờ vào. Ui, gì này. Nghẹo nghẹo mà thơm mà nó ngủ ạ. Ui giời, mình sẽ làm cái chân giò ăn cho nó, để cho tí đi cho khỏe hả sao? À đi, đây 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 đây, chấm chấm chấm. Quên. Được chấm ngon như này mà không chấm. Ngon lắm. Anh nhìn cái da này anh biết là nó sẽ dai dai giòn giòn rồi đúng không? Giòn đấy. Nghe nói món này là ăn như thế này các bạn ạ. Cho vào đây. Rồi. Cho cái này vào. Chan canh. Chan canh. Ăn canh luôn. Đây là cơm chan canh đậu. Tiếp theo cho một ít nước chấm vào, một canh vào. Ui rồi. Ui các bạn anh nhìn này. Sao? Mùi vị như nào anh ơi? Tâm ơi nhỉ? Có đây. Lần đầu tiên ăn món này các bạn ạ. Cảm giác là ăn rất là mát các bạn ạ. Nếu mà mùa hè mà ăn cơm như này rất là ngon luôn đấy. Hả? Ngơ. Nope. Thì người ta đang định ăn đây thì cậu ăn hết rồi còn đâu nữa. Ở đây ấy là cái gì nó cũng siêu to khổng lồ các bạn ạ. Các bạn nhìn đây nè. Wow. Và ui các bạn nhìn này. Miếng đậu siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Miếng đậu siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Ngay bên này này mình còn thấy cái quả dưa chuột đây nó cũng siêu to khổng lồ luôn. Ôi đây nè các bạn ơi, nhìn này, bình thường cái quả dưa chuột đây là nó bé xíu. Quả dưa chuột nó to như thế này này các bạn. Bây giờ chúng mình đang muốn ăn cái quả dưa chuột siêu to siêu khổng lồ này các bạn ạ. Nhưng mà mượn mãi chưa có con dao nào để gọt. Nhìn thì thèm lắm rồi đấy, Bita này vừa ăn mấy thứ xong nhưng mà nhìn rất là thèm. Em vừa nhìn thấy con dao ở đây đang lại ra mượn thì có bạn ấy lại mang sang bên kia rồi. Ui ui các bạn ơi. Ui, đây là xúc xích rán này, còn đây là nấm chiên này, còn đây là kiểu như là chả cá cuộn xúc xích thì phải. Thơm lắm luôn. Chưa nhìn thấy món nấm chiên này bao giờ ra bạn? Em cũng chưa nhìn thấy bao giờ luôn ấy. Cái món này nó lại phải chấm với cái nước chấm siêu cay này các bạn ạ. Tương ớt đã cay rồi mà đây này mình nhìn này, toàn là bột ớt thôi. Nhưng mà chấm thôi được. Chấm đây. Ôi, trời ơi, cay quá à Tam ơi. Ui, nhìn này, wow. Nem đi nem. Sao? Có cay không? Bây giờ thì chưa thấy cay đâu anh ơi. Nhưng mà ăn nó giống hệt thịt nướng luôn đấy. Ủa, ăn nó dai dai ngon ngon. Ui giời bị ta. Không cay lắm nhỉ? Dai dai. Bây giờ mới thấy cay này. Ui bây giờ nó mới cay này, nó mới ngấm cay này anh ơi. Ôi bị ta. Wow, bây giờ nó ngọt lên mũi các bạn. Bên này còn bán rất nhiều hoa quả này các bạn ơi, mình thấy có vải thiều, lục ngạn, bắc tang. Ui, bên này còn có cả ớt này với lại vải nữa nè. Wow, nhiều hoa quả này các bạn ơi. Quả mít này chín rồi này các bạn ơi. Cả và... măng nữa này, wow, cô có rất nhiều măng luôn cơ. Còn đây là hàng dao các bạn ạ. Con dao rất là sắc luôn. Đây này, em bé ở đằng cao lưng ấy. Em bé đang ngủ đấy các bạn ơi. Ui, em bé chẳng lắm luôn đấy. Ui, em bé chẳng ngủ. Nhiều lắm đấy các bạn ạ. Ui, rất nhiều mày mặt hàng được bày bán đúng không Hà Trâm? Đúng rồi, mà ở đây có cái quả gì anh ơi? Anh nhìn này. Đây này. Cái quả gì anh ạ? Quả gì đây anh ơi? Anh ơi, quả gì đây anh? Dâu gian. Dâu gian. Dâu da mình chỉ biết có quả dâu da thôi, chưa biết có quả dâu da đấy. Một chùm luôn. Ừ đi. Một chùm này thì bao nhiêu anh? Một chùm này bao nhiêu? 10.000 một chùm các bạn ạ. 10.000 một chùm. Đây em lấy chùm này. Ui giời. Cái này lúc cả luôn anh ạ, lúc cả mồm ăn ạ. Bóc ra. Đây hả sao? Đây có múi các bạn ơi. Ôi giời ơi, người chưa được ăn bao giờ. Đây hả? Cảm ơn Vita. Sao? Ngon không? Nó chua chua. Nó ngọt ngọt. Bên trong còn có hột. Có nghe thấy miêu tả là thích rồi đấy.
Ăn con. Đi đi đi. Ôi trời ơi, các bạn ơi, nhìn một chùm nữa này, mấy người này thi nhau ăn. Ê, không trả tiền à? Ở đây là khu chợ ấy, bán các loài động vật đấy các bạn ơi. Hầu hết mình nhìn thấy là toàn là kiểu như là lợn lợn đen này các bạn ạ. Ngoài ra còn có cả thấy cả chó nữa Hà Tam ơi. Đây là như ông đang bán con chó này. Ông vừa mua chó là ông bán chó hay không? Bán chó. Bán à? Bán chó. Ôi trời ơi, em Cún ơi, Cún ơi. Mua đây, mua một con đi, làm run lên đi. Đây cho mặt này đặt chợ hay sao ấy các bạn ạ? Đang bị run anh ạ. Run. À, con chó đen thì đẹp hết là tai này. Con này chắc phải được 4 tháng, 3 4 tháng rồi nhỉ ông nhỉ? 2 tháng. 2 tháng. 2 tháng ăn lớn như này rồi. Cho 2 tháng ăn được 3 4 tháng. Nhìn em bé này có vẻ buồn buồn đấy các bạn ơi. Buồn. Phải xa nhà buồn. Cháu cảm ơn nhá. Có một chuyến trải nghiệm thú vị ở chợ vùng cao các bạn ạ. Mình ăn được rất nhiều món ngon các bạn ạ. Ôi giời ơi, còn em giải cứu được một em vịt. Mình chỉ có cái áo nhớ đời. Nói chung là chúng mình ai cũng có kỷ niệm. Bây giờ mặt trời đã lên cao rồi, chúng mình phải về đây các bạn ơi. Bye bye các bạn nhá. Bye bye.